Khi nào mà qua nhà của cô Thúy á, đây là tới nhà của anh chị Sinh để trước khi mà ngày mai đi qua tới thành phố nước của Venezia của Ý, thì anh chị Sinh đãi một món ăn đặc biệt là tôm nướng vị Ý ở trên bếp ga. Trên bếp ga. Rồi. Đó là cháu Vũ và chị Liên. Rồi, đó là chú Minh. Chú Minh là chuyên môn là cho đi toàn là bất ngờ không mà bây giờ chót. Chạy hừng chết. Đi bị người ta rượt. Nhưng mà nó chạy vô không rồi. Chị gấp đũa đi chị. Rồi em quay chút để có gì cho cháu Nam cũng được coi vui. Nha, đó, chị cứ tự nhiên. Có phải làm lễ, chị làm lễ đi. Dạ. Bây giờ xin phép làm dấu cái đầu này. Em có đạo không? Không. Ok, rồi xin phép làm. Rồi, xin chào. Thôi, bây giờ mời. Đó, tự nhiên. Rồi, cái bàn tay ai gắp con tôm trước? Anh đây anh Minh, anh đang chủ hộ khách. Đây bây giờ có gì nữa? Wow, đặc biệt là cái món này nè, ruột trường. Ruột trường có Thúy rồi. Rồi anh chị ăn đi rồi các em. Thôi mời, à, tự nhiên, vô cùng ly đi, anh cùng ly với anh Minh, với anh Sinh. Mời, mời. Mời nè. Còn có không? Cảm ơn. Cái này gọi là rượu chát. Cái này là rượu trường này mà có mắm mắm tôm chanh đó cho là ngon lắm. À, mắm tôm chanh chứ không phải là bông gừng hả? Dạ, mắm tôm chanh là người Bắc. Người Bắc tôm chanh. Rồi, em cảm ơn anh chị Sinh với lại cháu Vũ. Tới bất ngờ mà vẫn được ăn. Sao bất ngờ được? Bất ngờ được. Bó xương. Anh nướng có chín tới không? Chín không? Quả tôm nó được rồi, Thúy ơi. Cái gì nó ngọt. Dạ. Tôm bây giờ là ngon. Tôm bây giờ là ngọt. Mình nướng khô quá, chín quá nó ngon nữa. Dạ. Nó cũng ngon, cái ngọt nó cháy hết rồi ngon. Tâm là tâm ý đó là tâm. Tâm ý. Đây nó nuôi là nó cái này á, cái này là hình như là nó nuôi chứ không có.